Trần tướng Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Kevin Ryan là thành viên cấp cao tại Trung tâm Khoa học và Quan hệ Quốc tế Bedford của Trường Đại học Harvard Kennedy và là nhà bình luận thường xuyên về cuộc chiến ở Ukraine và các sự kiện toàn cầu khác. Ông đã có buổi nói chuyện về đề tài Ai, tại sao một trong hai bên sẽ phá hủy đập Nova Kakhovka và điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến cuộc phản công của Ukraine hoặc các kế hoạch chiến trường khác, và nhận thấy những thất bại của phương Tây trong việc ngăn chặn Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông lập luận rằng ông Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân hơn là đánh mất cây cầu trên đất liền của lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Câu hỏi: về cơ bản, đập Nova Kakhovka không còn nữa. Đối với một số người, vẫn còn những câu hỏi về việc ai có thể đã làm điều đó, mặc dù mọi thứ đều chỉ ra là Nga. Việc cho nổ tung nó sẽ mang lợi ích cho ai? Câu trả lời: cho nổ tung con đập vào lúc này không có lợi cho bên nào. Tôi đã nghe 3 loại báo cáo khác nhau. Tôi đã nghe báo cáo rằng Nga đã làm điều này. Những báo cáo đó chủ yếu đến từ Ukraine và từ phương Tây. Chúng đến từ Hoa Kỳ, từ NATO, họ có thể có bằng chứng về điều đó. Người Nga, tất nhiên, tuyên bố người Ukraine đã làm điều này. Có một nhóm báo cáo thứ ba, chúng rất nhỏ nhưng rất quan trọng. Và những báo cáo này đã được đưa ra bởi hãng thông tấn Nga TASS và bởi một thống đốc địa phương của Nga. Người đã nói rằng, thực ra đã có một vụ tai nạn trên cầu trước đó. Đối với điều này, tai nạn đó đã dẫn đến một sự cố bất ngờ và không mong muốn, đó là vỡ đập. Tại thời điểm này, cả ba đều là có thể. Điều đó thực sự không có lợi cho Ukraine. Nó cũng không có lợi cho Nga. Mặc dù nếu Nga phá vỡ con đập và cho nổ tung nó, thì điều có thể tiết lộ là họ không tự tin về tuyến phòng thủ của mình ở Kherson. Hệ thống phòng thủ mà họ đã xây dựng kể từ mùa hè năm 2022. Nếu tôi là họ, tôi sẽ không cho ngập khu vực này. Tuy nhiên tôi thấy rằng khả năng thứ nhất, các cuộc tấn công đang diễn ra ở khu vực này. Và thứ hai, hệ thống phòng thủ của tôi sẽ không thể đứng vững trước cuộc tấn công đó. Tôi mới cho ngập khu vực. Câu hỏi: vậy đó là một hành động tuyệt vọng? Trả lời: đó dường như là một hành động tuyệt vọng nếu chính người Nga làm điều đó. Câu hỏi: điều này chuyển biến trên chiến trường như thế nào? Từ góc độ chiến thuật, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bất kỳ các cuộc phản công của Ukraine? Câu trả lời: lũ lụt là đáng kể, đặc biệt là ở phía nam và phía đông của tuyến đường sông Donetsk, và điều này sẽ khiến cho một lực lượng quân sự lớn, chẳng hạn như Ukraine, không thể vượt sông trong tương lai gần, giả sử trong tuần tới hoặc lâu hơn. Sau đó, sông có thể được vượt qua một lần nữa, nhưng khi đó địa hình sẽ lầy lội, sẽ có những khu vực địa hình mà chúng tôi không hiểu được thiệt hại cho đến khi chúng tôi đến đó. Vì vậy điều đó làm phức tạp bất kỳ hoạt động điều động nào hoặc bất kỳ kế hoạch nào được thực hiện ở đó. Đó là hiệu ứng ngắn hạn. Hậu quả lâu dài là tất cả những thiệt hại đối với việc sử dụng nước, năng lượng thủy điện, vân vân, chưa kể đến các loại cây trồng và lương thực sẽ đến từ khu vực này. Câu hỏi: những gì ông vừa đề cập cũng đã được đưa ra như một lập luận khác về việc tại sao người Nga đứng sau việc này. Về mặt chiến lược, con đường trực tiếp nhất để di chuyển đến biên giới Crimea về cơ bản đã bị cắt đứt. Người Ukraine không còn có thể tấn công theo hướng Kherson trừ khi họ tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ rất khó xảy ra. Điều này có nghĩa là chiến tuyến đã bị thu hẹp và rút ngắn, và Nga có quyền sử dụng lực lượng của họ ở đó để củng cố sườn phía đông. Câu trả lời: đúng, tôi đã đặt ra 3 kịch bản có thể xảy ra về việc điều này có thể diễn ra như thế nào: Ukraine, hoặc người Nga, hoặc tai nạn. Nhưng tôi không nói cái nào tôi nghĩ là có khả năng nhất, và tôi đồng ý rằng chính người Nga đã làm điều đó bởi vì họ là những người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất về mặt chiến thuật và hoạt động từ trận lụt đó. Câu hỏi: mặt khác, các vị trí của Nga trên bờ sông dường như cũng bị cuốn trôi. Ông có đồng ý rằng không chắc họ có thể trục vớt được các thiết bị của họ ở đó hay không? Câu trả lời: tôi không biết về thiệt hại đối với hệ thống phòng thủ của Nga. Có bất kỳ hệ thống phòng thủ nào nằm trong vùng lũ lụt sẽ bị cuốn trôi hoặc bị phá vỡ, và điều này sẽ khiến những hệ thống phòng thủ đó khó có thể hoạt động như chúng đã được lên kế hoạch. Chắc chắn quân đội sẽ phải rời khỏi những tuyến phòng thủ đó. Điều này khiến họ rất dễ bị tấn công. Nhưng hệ thống phòng thủ của Nga bên trong Kherson đã được xây dựng theo chiều sâu, và chúng quay trở lại eo đất để tới Crimea và về phía bắc tới Zaporozhia. Có rất nhiều tuyến phòng thủ còn lại bên ngoài vùng lũ sẽ vẫn đứng vững và sẽ có binh lính ở đó. Câu hỏi: cho dù Nga có làm điều đó hay không,
nó sẽ cản trở cuộc phản công của Ukraine và kéo dài thời gian của người Nga? Đó sẽ là một đánh giá công bằng. Câu trả lời, tuyệt đối. Từ phía Ukraine, lũ lụt sẽ khiến trì hoãn bất kỳ hoạt động hoặc di chuyển lớn nào trong khu vực đó. Có thể Ukraine đã thấy trước lũ lụt và vỡ đập và họ có thể đã không lên kế hoạch cho cuộc tấn công lớn của mình ở khu vực đó. Nhưng bất cứ điều gì đã được lên kế hoạch ít nhất sẽ bị trì hoãn và chậm lại. Câu hỏi, một số người cho rằng Nga đã tự bắn vào chân mình bằng cách lấy đi nguồn cung cấp nước ở phía Bắc Crimea từ đập Kakhovka. Những người khác cho rằng khó khăn này chẳng có nghĩa lý gì vì 8 năm qua Nga đã chuyển nước cho Crimea không phải qua con đường đó. Câu trả lời, việc phá hủy con đập tạo ra một vấn đề nghiêm trọng hơn sự tồn tại khi Ukraine sở hữu lãnh thổ và chỉ đơn giản là cắt đứt kênh đào để tước đoạt nguồn nước ngọt của Crimea. Người Nga đã đối phó với điều đó trong nhiều năm, vì vậy chúng tôi biết người Nga có thể đối phó mà không cần nước từ phía Bắc chảy xuống. Họ cũng có thể làm như vậy trong một thời gian, nhưng việc con đập bị phá hủy khiến việc khởi động lại dòng nước đó trở thành một vấn đề khó khăn hơn nhiều, ngay cả sau khi chiến tranh đã kết thúc. Điều này sẽ mất nhiều thời gian để Nga lấy lại nguồn nước từ phía Bắc, cung cấp nước cho khu vực Crimea. Và điều này sẽ có tác động không chỉ đối với người dân và các cộng đồng dân sự mà còn đối với quân đội và các hoạt động của họ ở bán đảo Crimea. Câu hỏi, nếu Nga có thể cung cấp cho Crimea từ các nguồn khác, thì việc tước đòn bẩy này khỏi tay Ukraine có hợp lý không? Câu trả lời, chắc chắn một trong những lý do tại sao Nga thiết lập cây cầu trên đất liền mà họ đã thiết lập và tiến hành cuộc chiến này là để kiểm soát việc tiếp cận Crimea và đảm bảo không chỉ nguồn điện, năng lượng cung cấp cho Crimea mà cả nguồn nước cung cấp cho Crimea nữa. Nga đặt điều đó lên hàng đầu trong danh sách những việc cần làm đối với Crimea và để bảo vệ khỏi cuộc chiến mà họ đã bắt đầu. Nếu Ukraine có thể lấy những thứ đó ra khỏi Nga, đó sẽ là một tình huống không thể chịu đựng được trong tâm trí của Tổng thống Nga Vladimir Putin và quân đội Nga và sẽ là một trong những tác nhân khiến ông Putin leo thang bạo lực ở Ukraine bằng mọi cách có thể, như ông đã nói nhiều lần trước đây, khi ám chỉ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Câu hỏi, chúng ta nên quan tâm đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia như thế nào? Đã có những báo cáo đáng báo động về tình trạng thiếu nước làm mát do đập Kakhovka bị phá hủy. Câu trả lời, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là một nhân tố quan trọng trong cuộc chiến này. Cho dù chúng ta có đang nói về đập Kakhovka hay không, ngay cả trước sự cố đã có những xung đột quanh nhà máy điện và có những thiệt hại với nó, có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng hạt nhân. Và hãy nhớ rằng nhà máy điện này lớn hơn nhiều lần so với Chernobyl. Đây rất có thể là một loại vũ khí mà Nga có thể sử dụng để chống lại Ukraine bằng cách tạo ra một vụ tai nạn hạt nhân ở đó, không chỉ gây nhiễm xạ khu vực mà còn đe dọa những người dân ở những vùng xa hơn. Hãy nhớ rằng sau vụ Chernobyl, nhiều người trên khắp châu Âu tuyên bố và trong một số trường hợp được chứng minh là mắc bệnh ung thư do hậu quả của cuộc khủng hoảng hạt nhân. Vì vậy điều này có thể xảy ra một lần nữa với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Câu hỏi, sự cố Kakhovka này có thể là một thử nghiệm của Nga hay không? Nếu họ thấy điều này đặt Ukraine vào thế khó, nếu các lực lượng và người dân Ukraine rơi vào tình trạng hỗn loạn, điều đó có thể thúc đẩy Nga và ông Putin tiến thêm một bước làm điều gì đó với nhà máy điện Zaporizhia hay không? Câu trả lời, tôi không coi cả hai là một tình huống bước đệm tuần tự. Đúng vậy, nếu Nga tạo ra một sự cố hạt nhân ở Zaporizhia và giành được một số lợi thế từ đó để khiến chính phủ Ukraine rơi vào tình trạng hỗn loạn hoặc trói buộc các lực lượng Ukraine đang cố gắng cứu người dân trong khu vực, thì điều đó sẽ có lợi cho Nga ở một mức độ lớn. Nhưng nó không phá hủy quân đội Ukraine, nó không ngăn chặn được một cuộc tấn công của Ukraine sẽ diễn ra ở nơi khác hoặc diễn ra ngay sau khi hoạt động cứu hộ được hoàn thành. Việc Tổng thống Putin sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ xảy ra nếu ông ấy sắp mất cây cầu trên đất liền hoặc các vùng lãnh thổ mà ông đã sáp nhập vào Liên bang Nga, và điều đó là một cái án tử cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Câu hỏi, nếu có lập luận rằng ông Putin sẽ sử dụng đến cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật nếu ông ta thấy rằng cây cầu trên đất liền đang gặp nguy hiểm, liệu ông ta có xem sự rò rỉ hoặc ô nhiễm có thể xảy ra tại Zaporizhia như một thứ vũ khí hiệu quả tương tự khi xử lý việc này không? Câu trả lời, không, tôi không nghĩ rằng ông Putin hoặc các nhà lãnh đạo quân đội Nga nhìn nhận một vụ tai nạn hạt nhân hoặc rò rỉ phóng xạ được tạo ra từ đó giống như cách họ nhìn thấy đám mây hình nấm của một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Đám mây hình nấm đó không chỉ tượng trưng cho sự chết chóc và thiệt hại khủng khiếp, mà nó còn tượng trưng cho sức mạnh của một siêu cường hạt nhân
và khả năng của siêu cường đó trong việc triển khai vũ khí như kiểu ở Hiroshima và Nagasaki. Đó là một thông điệp hoặc một cách thể hiện quyền lực. Câu hỏi: trong một bài luận gần đây, ông lập luận rằng ông Putin thực sự sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để tránh thất bại ở Ukraine. Đại đa số các chuyên gia và nhà phân tích phương Tây đã nói rằng đó là một kịch bản khó xảy ra. Ông dường như không chia sẻ sự lạc quan đó. Tại sao? Câu hỏi: tôi không phải là người đầu tiên cảnh báo những lời đe dọa kiểu đó là nghiêm trọng. Nhiều người nói rằng những mối đe dọa của ông Putin là hết sức nghiêm túc, nhưng sau đó họ nhanh chóng nói: tuy nhiên, chúng tôi nghĩ nó không có khả năng xảy ra. Nhưng điều này là làm suy yếu phần đầu tiên của câu nói. Tại sao chúng ta lại có thể xem xét một mối đe dọa nghiêm túc nếu nó không có khả năng xảy ra? Tôi là một trong số ít người đã nói rằng những mối đe dọa này không chỉ nghiêm trọng mà còn có khả năng xảy ra. Điều đó làm cho một mối đe dọa trở nên khẩn cấp, điều mà những người khác không nói đến. Nếu những mối đe dọa này được công nhận là khẩn cấp, thì các chính phủ sẽ làm điều gì đó đối với nó. Nếu chúng không khẩn cấp hoặc nếu chúng không có khả năng xảy ra, thì chính phủ có nhiều thứ khác thuộc diện nghiêm trọng cần phải giải quyết. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa báo động, mặc dù mọi người có thể gọi tôi như vậy, vì những gì tôi đã nói và viết, nhưng mục đích của tôi không phải là báo động đối với những người sống ở khu vực đó, người Nga cũng như người Ukraine. Đây không phải là một cuộc thảo luận. Thay vào đó, khán giả của tôi là các nhà lãnh đạo chính trị ở Moscow, Washington, Kiev và NATO. Khi họ đánh giá thấp khả năng của ông Putin thực hiện lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, khi họ đánh giá thấp điều đó, khi họ cho rằng những mối đe dọa này khó có thể xảy ra, họ gạt bỏ câu hỏi phải làm gì để đối phó sang một bên. Điều đó thực sự rất xa xỉ. Chúng ta phải nghĩ trước và nghĩ ngay bây giờ về những việc cần làm để chuẩn bị về y tế, viện trợ nhân đạo, các giải pháp quân sự tiến hành trên một chiến trường hạt nhân. Tất cả những điều này chúng ta cần phải làm nhiều hơn. Câu hỏi: vậy là ông không đồng tình với lập luận rằng ông Putin đã thuyết phục dứt khoát là không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, rằng sẽ có những hậu quả thảm khốc? Câu trả lời: tôi không biết rằng bất cứ điều gì chúng ta nói hoặc làm ở phương Tây cuối cùng sẽ khiến ông Putin sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc không sử dụng vũ khí hạt nhân. Đây là quyết định của ông ấy. Ông ấy đã cho tôi thấy rằng ông ấy đưa ra quyết định về điều này mà không cần sự ủng hộ của nhiều nhà lãnh đạo thế giới hoặc thậm chí cả những người trong quân đội và chính phủ Nga. Ông ấy đã bịt miệng rất nhiều người lên tiếng phản đối điều đó, bởi vì Putin đang đưa ra quyết định dựa trên tình hình của chính mình và tình hình của vùng Donbass. Đơn giản là ông ấy sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu không thể leo thang theo cách thông thường để ngăn chặn sự mất mát. Tôi không nghĩ rằng phương Tây đã thực sự tuyên bố về cái giá phải trả vì việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Có phải là trừng phạt kinh tế? Đó có phải là một cuộc tấn công quân sự thảm khốc? Phương Tây có thể làm điều đó, nhưng họ chưa sẵn sàng để làm điều đó. Họ đã không điều động lực lượng của mình và di chuyển lực lượng vào bên trong biên giới để tạo ra một cuộc tấn công. Và chính phủ Hoa Kỳ đã nói thẳng rằng họ sẽ không tấn công lính Nga và bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Câu hỏi: Hoa Kỳ đã nói rằng họ sẽ không đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân bằng một cuộc tấn công hạt nhân, nhưng không phải là họ sẽ không động binh. Thậm chí còn có mối đe dọa ngầm rằng phương Tây có thể đánh chìm hạm đội Biển Đen của Nga. Câu trả lời: về điểm này, tôi phải không đồng ý với bạn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói trên TV rằng ông ấy sẽ không để xảy ra tình trạng lính Mỹ giết lính Nga. Ông nói rằng đó sẽ là một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Những bình luận mà bạn đang trích dẫn về việc tiêu diệt hạm đội Biển Đen cũng đến từ những người khác, và gần đây nhất là tướng Patriot. Ông ấy không đại diện cho chính phủ, không phát ngôn cho chính phủ, và ông ấy cũng không phải là người đầu tiên nói với chúng ta về điều đó. Trong khi đó, có thể là một ví dụ phản ứng thảm khốc, tôi nghĩ rằng đã bị Hoa Kỳ loại khỏi bàn nghị sự. Tôi không biết về các quốc gia NATO khác. Các quốc gia NATO được cho là có hành động phối hợp, nhưng họ có thể hành động độc lập. Có thể một quốc gia NATO quyết định rằng họ muốn làm theo lời khuyên của những người nói rằng chúng ta nên xóa sổ hạm đội Biển Đen. Nhưng tôi không nghĩ rằng điều đó được cân nhắc. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã loại bỏ điều đó ra khỏi các phương án đối phó. Câu hỏi: phương Tây có sẵn các loại biện pháp răn đe nào để đảm bảo một cuộc tấn công hạt nhân không xảy ra? Câu trả lời: chúng tôi không có khả năng ngăn ông Putin làm điều này, bởi vì chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không đáp trả bằng vũ khí hạt nhân, và tôi tin rằng chúng tôi đã nói chúng tôi sẽ không đáp trả bằng một cuộc tấn công quy mô lớn. Từ thảm họa đã được sử dụng, nhưng tôi không biết đó có thể là gì. Nó phải là thảm họa về kinh tế, ngoại giao, thông tin, bởi vì nó chắc chắn không phải là thảm họa về lĩnh vực quân sự. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ phương Tây có thể làm bất cứ điều gì
để ngăn Tổng thống Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine nếu ông quyết định làm như vậy. Những gì chúng ta có thể làm là nói, được rồi, bây giờ ngài đã sử dụng vũ khí hạt nhân, và vì vậy, từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ làm những việc sau nếu ngài sử dụng vũ khí hạt nhân một lần nữa. Chúng ta cũng có thể nói, ồ, chúng tôi sẽ tham chiến. Hoặc chúng tôi sẽ làm những gì mà một số người đã đề xuất, chúng tôi sẽ tấn công hạm đội Biển Đen hoặc những thứ khác. Câu hỏi, tại sao không nói điều đó vào lúc này? Câu trả lời, đó, câu hỏi của bạn thực sự là một câu hỏi tuyệt vời. Bây giờ, cách chúng ta nhìn nhận cuộc chiến này và tình hình ở đó, sự cân bằng lực lượng giữa người Nga và người Ukraine và giới phương Tây khác nhiều so với những gì chúng ta đã thấy trước cuộc chiến này hoặc trong cuộc chiến đầu tiên. Các vị trí và chính sách của chúng ta đã phát triển theo thời gian của cuộc chiến. Cả hai bên có lẽ đã không chuẩn bị cho cuộc chiến này theo tình huống kéo dài như vậy. Tất cả những điều này có nghĩa là những gì chúng ta nói ngày hôm nay chắc chắn khác với những gì chúng ta đã nói hơn một năm trước. Về vấn đề đó, tôi nghĩ chúng ta có thể ra mặt và thay đổi những gì chúng ta đã nói với Nga nếu chúng ta nghĩ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của họ. Câu hỏi, thực tế và câu chuyện cần được định hình cho điều đó. Nói cách khác, liệu một Bucha hạt nhân có cần phải xảy ra để phương Tây thay đổi cách tiếp cận của họ? Xin tạm dừng để chú thích. Bucha là một thành phố ngoại vi ở Kiev, nơi lực lượng Nga được cho là đã tiến hành một vụ thảm sát. Ở đây người đặt câu hỏi muốn truyền tải ý rằng người Nga phải gây ra một tội ác gì đó liên quan đến hạt nhân để phương Tây thực sự có phản ứng đáp trả. Xin trở lại nội dung bài viết. Câu hỏi, nói cách khác, liệu Bucha hạt nhân có cần xảy ra để phương Tây thay đổi cách tiếp cận? Câu trả lời, tôi đã không xem xét sự tương tự đó. Nhưng điều đó có thể là một điều tốt. Một Bucha hạt nhân chính xác là những gì Tổng thống Putin sẽ làm nếu ông sử dụng một cuộc tấn công hạt nhân ở Ukraine. Ông ta sẽ cố gắng khủng bố cả người Ukraine lẫn phương Tây và khiến mọi người ngừng chiến tranh, ngừng bắn. Điều này sẽ khiến ông ta, nếu thực hiện được điều đó, sẽ có thể cùng với ông Shoigu tuyên bố hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Còn ông Prigozhin, nhà lãnh đạo khoa trương của công ty quân sự tư nhân Wagner nói rằng Nga đã hoàn thành hầu hết những gì họ cần và muốn. Tôi nghĩ rằng ông Putin cảm thấy rằng ông ấy đã đạt được rất nhiều thành tựu và ông ấy có thể coi đây là một chiến thắng. Nhưng hiện tại, ông Putin chưa thể ngừng chiến đấu bởi vì Ukraine chưa dừng lại. Câu hỏi, hãy xem kịch bản này. Khi ông Putin thực sự sử dụng đòn tấn công hạt nhân chiến thuật, ngài có viết là trong tình hình ngày nay, một cuộc tấn công hạt nhân duy nhất ở Ukraine có thể ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine mà người Nga ít thiệt hại về nhân mạng. Vì vậy câu hỏi lớn sẽ là nó sẽ xảy ra như thế nào và ở đâu? Câu trả lời, có nhiều mục đích khác nhau mà quân đội Nga và Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga có thể xem xét ở Moscow khi họ chuẩn bị cho kế hoạch đó, nếu họ được yêu cầu thực hiện. Họ có thể chọn mục tiêu dân sự và tạo ra nỗi kinh hoàng và thiệt hại lớn nhất cho người dân Ukraine, giống như các tình huống kiểu Hiroshima hoặc Nagasaki. Họ có thể chọn đội hình quân sự để ném bom. Một khi lực đẩy chính của cuộc tấn công được mọi người biết và nhìn thấy, thì Nga có thể tấn công trung tâm của các lực lượng đó bằng một cuộc tấn công hạt nhân và tiêu diệt càng nhiều lực lượng càng tốt. Đó là những gì tôi muốn nói trong bài viết của mình khi nói rằng họ có thể ngăn chặn cuộc tấn công đó. Nhưng tôi muốn chỉ ra rằng trong chiến tranh lạnh, cả Nga, Liên Xô và phương Tây, Hoa Kỳ đã được huấn luyện cho các loại trận chiến này. Chúng tôi được đào tạo và huấn luyện để hoạt động trên chiến trường hạt nhân, nơi mà bên này hay bên kia đã cho nổ vũ khí hạt nhân, nhưng các lực lượng vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Họ khử nhiễm, họ tái cấu trúc, họ tập hợp lại và sau đó chiến đấu theo một đội hình phân tán hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Rất may, điều này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời của chúng tôi cho đến nay. Nếu ông Putin cho nổ vũ khí hạt nhân, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử sẽ có lực lượng Ukraine không ngừng chiến đấu và tiếp tục chiến đấu trong môi trường nhiễm xạ, nhưng họ sẽ cần phải chiến đấu trên chiến trường nơi vũ khí hạt nhân đã phát nổ và có thể phát nổ lần nữa. Sau đó, họ sẽ có đủ loại vấn đề với bức xạ và có những vấn đề khác nữa. Câu hỏi, đó phải chăng là kịch bản hậu tận thế? Câu trả lời, đúng vậy, đó là một tình huống khủng khiếp mà chúng ta không thể phóng đại mức độ nghiêm trọng của nó nếu nó xảy ra. Điều này quay trở lại bài báo của tôi, nơi tôi nghĩ rằng thật khó để hình dung, rất khó để nghĩ về nó, đến mức dễ dàng hơn để nói rằng nó không có khả năng xảy ra và do đó chúng ta không thực sự dành nhiều thời gian cho nó. Câu hỏi, nếu cuộc tấn công hạt nhân xảy ra và người Ukraine tiếp tục chiến đấu, thì ông Putin sẽ làm gì? Lại tiếp tục tấn công hạt nhân nữa? Câu trả lời, trong trường hợp Ukraine tiếp tục chiến đấu, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ thoải mái sử dụng thêm các vụ tấn công hạt nhân
nếu ông ấy nghĩ đó sẽ là cách hiệu quả và hữu ích để tiêu diệt lực lượng Ukraine hoặc buộc Ukraine ngừng chiến đấu. Câu hỏi, và liệu ông ấy có được phần còn lại của thế giới cho phép hay không? Câu trả lời, tôi không nghĩ phần còn lại của thế giới đang thực sự kiểm soát những gì ông Putin làm, ngay cả Trung Quốc, nước mà nhiều người nói, ô, Trung Quốc đã trích dẫn, không trích dẫn, nói với Putin rằng Nga không được sử dụng vũ khí hạt nhân, đây là lằn ranh đỏ. Trung Quốc nói với ông Putin rằng họ không muốn xâm lược Ukraine, và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và ban lãnh đạo của ông đã nói về thực tế là chúng ta cần phải từ chối những luận điệu về tấn công hạt nhân, vũ khí hạt nhân và các mối đe dọa hạt nhân. Họ đã nói to điều đó cho Putin nghe trong nhiều tháng, nhưng những lời đe dọa đó vẫn tiếp tục. Vâng, ông Putin và Nga cần Trung Quốc và họ cần mối quan hệ đối tác đó, nhưng một lần nữa, tôi không nghĩ rằng ông Putin cuối cùng bị thúc đẩy bởi sự cân nhắc đó. Khi phải đối mặt với tình huống thất bại trên chiến trường hoặc mất các lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga, ông ấy trong những trường hợp đó sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì mà ông ấy thấy cần phải làm. Câu hỏi cuối cùng, ông hình dung ra kịch bản trong đó ông Putin đối mặt với thất bại trên chiến trường và mất Crimea, và ông ấy ra lệnh tấn công hạt nhân chiến thuật vì chính quyền của ông ấy và thậm chí tính mạng của ông ấy đang bị đe dọa. Nhưng mệnh lệnh đó có được thực hiện không? Câu trả lời, ông Putin sẽ mạo hiểm với một tình huống như vậy. Nhưng gợi ý của bạn về điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta đưa ra mệnh lệnh như vậy là một câu hỏi hay. Luôn luôn có thể xảy ra, đặc biệt là trong hệ thống chính trị của Nga, rằng ai đó có thể làm gián đoạn mệnh lệnh ở cấp độ ông Putin và nhóm thân cận của ông ta, hoặc ở cấp độ ông Shoigu hay ông Gerasimov, hai vị tướng sẽ triển khai vũ khí hạt nhân, hay tướng Oleg Salyukov, người phụ trách lực lượng mặt đất, và thậm chí là Surovikin. Có thể ai đó sẽ nghĩ rằng điều này đã đi quá xa và chúng ta phải dừng điều đó lại. Nhưng ít có khả năng họ sẽ dừng cuộc tấn công hạt nhân mà ông Putin đã quyết định tiến hành. Họ là những người trung thành nhất, danh tiếng của họ, sự nghiệp của họ, cuộc sống của họ phụ thuộc vào việc tuân theo mệnh lệnh của ông Putin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.